X88 Nhà Đất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà tọa lạc tại Nguyễn Công Hòa, Lê Chân, Hải Phòng và đang được giao bán với giá 1 tỷ 580 triệu, sổ đỏ chính chủ. Căn nhà có diện tích 46m², 2 tầng đầy đủ công năng bao gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, sân phơi, ban công. Tại tầng 1, không gian phòng khách và phòng bếp thông nhau. Phần trước của tầng 1 là phòng khách được lát nền đá hoa màu trắng sáng bóng, có trang trí thêm cây cảnh và bộ bàn ghế màu xanh lá tạo không gian xanh cho ngôi nhà. Đi sâu vào trong là không gian phòng bếp nhỏ nhắn đã có sẵn kệ bếp gỗ sáng màu cực đẹp. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Nhà nằm trong ngõ rộng, quay về hướng Tây Nam. Đi lên khu vực các tầng phía trên được chia thành các phòng ngủ rộng thoáng, có cả ban công và sân thượng. Chỉ với 1 tỷ 580 triệu là quý khách có thể sở hữu ngôi nhà 2 tầng 46m². Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Xin chân thành cảm ơn.